Thưa quý vị và các bạn, Tết Tân Sửu năm nay chắc hẳn sẽ là một cái Tết đáng nhớ đối với mỗi người chúng ta. Bởi chúng ta đón Tết Nguyên đán trong bối cảnh chống dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng. Dù vậy, tinh thần san sẻ yêu thương trong ngày Tết vẫn không hề thuyên giảm. Và chính điều này đã làm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm áp, cảm nhận được hương vị của mùa xuân. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng với Thu Loan đến một địa điểm để thấy được sự chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm COVID-19 như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì Thu Loan đang đi đến nhà ông A Chon ở thôn Blazer 21, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Đây là một trong những địa điểm gói bánh chưng bánh tét để tặng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số của thôn. Thường thì hàng năm bà con ở thôn Blazer 21 tập trung gói bánh chưng tại nhà rông của thôn. Tuy nhiên năm nay vì tình hình dịch COVID-19 tuân thủ thực hiện các biện pháp chống dịch, nên bà con chia nhỏ thành từng nhóm để gói. Và bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng Thu Loan đi xem tình hình như thế nào nhé. Lòng tôi đó gió hay cuốn đi, thương cho ai tôi không nơi nằm, thương cho ai xa quê muôn dặm. Dạ vâng, xin chào các cô chú anh chị ạ. Các cô chú anh chị, mình gói bánh được đến đâu rồi ạ? Chia nhau hơi ấm nồng. Con mình gói bánh được như thế nào rồi ạ? Cũng được, được nhiều rồi ạ. Cũng được nhiều rồi ạ. Cô ơi, tại địa điểm của mình gói bánh đây thì mình gói bao nhiêu chiếc và cho bao nhiêu hộ ạ? Dạ, xin thưa là 24 hộ, là 48 cây. Mỗi hộ là 2 cây. Để gói được số lượng bánh như thế này thì mình phải dậy từ lúc mấy giờ để chuẩn bị ạ? 5 giờ chuẩn bị lạc và lá và thịt để ướp để cho nó thấm vào để bà con gói. Năm nay là năm thứ bao nhiêu cô tham gia chương trình gói bánh chưng ạ? Là năm thứ tư. Là bánh chưng xanh là ủy ban phường là tạo điều kiện cho bà con là ngày Tết bánh chưng xanh. Năm nay với tình hình dịch bệnh như thế này thì cô thấy chương trình gói bánh chưng của mình có gì khác so với mọi năm không ạ? Do là dịch bệnh COVID-19 nhưng mà năm nay nói chung là khác mỗi năm là mình tập trung tại nhà rông. Mà năm nay là do dịch COVID-19 là nên là mỗi tổ là đem về mỗi tổ để mà làm để nó phân tán ra các dân để khỏi dính COVID-19. Vâng, xin được cảm ơn cô ạ. Xin chào chị ạ, chị tên gì ạ? Dạ, em tên Y Quynh ạ. Chị ơi, năm nay là năm thứ mấy chị tham gia gói bánh chưng bánh tét ạ? Dạ, đây là năm thứ tư em tham gia. Vậy thì năm thứ tư tham gia rồi thì chị đã gói được cho mình một chiếc bánh như thế nào chưa ạ? Em cũng gói được sáng giờ cũng mặc dù không có được đẹp nhưng mà cũng gói được 5 cái bánh rồi ạ. Yeah. Trước đây thì chị đã biết gói bánh chưa hay là từ khi tham gia chương trình này thì chị mới biết gói ạ? Dạ, hồi xưa giờ thì em chưa biết gói bánh. Nhưng mà từ cái đợt mà cái hội lễ hội bánh chưng xanh được diễn ra mọi năm á là em đều tham gia. Cho nên là từ cái đó em học hỏi được từ các cô chú ở trong làng của mình á, những người đi trước. Nên nói chung tới bây giờ thì cũng gói tạm tạm được. Một phần nào cũng giúp bà con có được những cái bánh để mình tặng cho bà con trong dịp Tết. Khi được tham gia gói bánh ở trong chương trình như thế này thì chị thấy như thế nào ạ? Thì năm nay thì khác với mọi năm. Năm nay thì trong tình hình dịch bệnh COVID thì hơi phức tạp. Mà nói chung là đảng với lại chính quyền cũng tạo điều kiện cho bà con dân làng vẫn tổ chức gói bánh nhưng mà ở trong tổ chức tại nhóm, không được rộng rãi như tổ chức lớn như mọi năm. Thật sự rất cũng lo lắng. Mà mặc dù như thế thì bà con đến đây gói bánh đều phải chấp hành cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nên là mọi người đều đeo khẩu trang và trước khi vô gói bánh á, là mọi người đã thực hiện cái rửa tay sát khuẩn trước khi vô gói bánh. Nên là một phần nào cũng yên tâm để mình gói bánh có thể tặng cho bà con kịp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chia nhau một chút ngọt bùi, chia cho nhau một chút buồn vui, chia nhau chút tâm tư này, lòng tôi đó gió hay cuốn đi.
thương cho ai tôi không nơi nằm, thương cho ai xa quê muôn dặm. Giờ này ở quê xuân châm đầu đê, người người quăng gánh đang đón xuân về. Chia nhau hơi ấm nồng nàn. Ô, xin chào bà con. Nhân gian ơi hãy bước ra nhìn, trời ngoài kia gió ở đó lạnh không, ai đang hạnh phúc. Ôi, bánh đẹp cơ bản như thế này là tốt quá rồi à. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi gói bánh ngày hôm nay thì bà con rất vui mừng được bà Hồ Thị Vị, Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi đến thăm. Và cùng đi với bà Hồ Thị Vị thì có ông Trương Duy Cảnh, Bí thư chi bộ thôn Blazer 21 ạ. Chị Vị này, khi mà đến thăm bà con ở đây, thấy bà con làm việc như thế này thì chị thấy như thế nào ạ? Khi tới thăm bà con thì thấy bà con gói bánh như thế này tôi thấy rất là vui, bởi vì là thấy là bà con có cái sự đoàn kết thống nhất, rồi tập trung gói bánh, nhìn thấy bà con rất là vui vẻ, rất là phấn khởi. Qua cái buổi gói bánh này thì thấy bà con cũng đã đảm bảo về cái việc mà phòng chống dịch Covid-19, đem khẩu trang, rồi có nước sát khuẩn, vân vân, là đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm. Ở trên địa bàn phường của mình thì có bao nhiêu điểm gói bánh như thế này ạ? Trên địa bàn phường thì có 14 nhóm gói. Trước đây thì gói là tập trung tại ở nhà rong, nhưng mà với cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy thì thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đó là chỉ đạo cho chi bộ các thôn, đặc biệt là hai thôn, thôn Phở Rây 21 và thôn Phở Rây 22, là tổ chức gói bánh theo từng nhóm nhỏ lẻ. Không quá 20 người một nhóm, là 10, trên địa bàn phường thì có 14 nhóm tại hai làng. Để tổ chức được những cái buổi gói bánh như thế này thì Đảng ủy đã vận động bà con như thế nào? Để tổ chức được cái buổi mà gói bánh như thế này thì Đảng ủy đã chỉ đạo khối dân vận thành lập cái tổ để đi vận động các cái tổ chức cá nhân đóng chân trên địa bàn và ngoài địa bàn phường, để vận động về kinh phí vật chất để gói bánh cho bà con. Và tổng kinh phí thì dự kiến là gần 50 triệu đồng, hơn 400 cái bánh ở hai làng. Vâng, xin được cảm ơn chị ạ. Con chào chú Cảnh ạ. Dạ vâng ạ. Chú Cảnh ơi, với đặc thù của thôn mình hầu như là người đồng bào dân tộc thiểu số thì việc tổ chức gói bánh chưng bánh Tết cho bà con được thực hiện như thế nào ạ? Về cái chương trình thực hiện cái gói bánh chưng bánh Tết cho bà con á, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì trước hết là thực hiện cái chỉ đạo của Ban dân vận tỉnh ủy Kon Tum, rồi Ban dân vận thành ủy Kon Tum, rồi ý kiến trực tiếp chỉ đạo của Đảng ủy phường Lê Lợi. Thế thì đối với tôi là bí thư chi bộ làng, thì trước hết là chúng tôi quán triệt cho các đảng viên trong chi bộ, vì làng đồng bào là cái làng mà thuần như đồng bào dân tộc, đến trên 200 hộ dân. Cho cái việc triển khai muốn để bà con có cái Tết mà đầm ấm, vui vẻ, mang cái tính truyền thống của dân tộc. Thì cái chủ trương này là đã được thực hiện, năm nay năm thứ tư. Thế thì mỗi một năm mà khi cái chủ trương này được thực hiện thì chúng tôi đều phải gì tuyên truyền, nhắc nhở bà con để làm sao thực hiện được tốt về cái truyền thống, cái lễ hội bánh chưng bánh Tết. Thì như vậy là chúng tôi họp bà con nhân dân để thông báo bà con nhân dân và bàn bạc với bà con nhân dân về phương pháp và cách tổ chức làm sao cho nó vui vẻ, nó được đồng thuận và nó mang cái tính chất là toàn dân, nhà nào cũng phải có cái hương vị bánh chưng bánh Tết, mang cái mùa xuân ấm áp đấy, và đồng thời thể hiện tức là vai trò là cái đoàn kết trong cộng đồng, cả làng cùng ăn Tết. Vâng, con xin được cảm ơn chú Cảnh ạ. Dạ vâng, xin thay mặt cho bà con dân làng xin cảm ơn chị. Chị Vị này, hôm nay thì đến thăm bà con ở đây thì chị với cả chú Cảnh có món quà gì gửi đến bà con không ạ? Hôm nay đến thăm bà con gói bánh thì Đảng ủy với Bí thư chi bộ cũng có một món quà nhỏ để tặng bà con. Đó là cái áo sơ mi để tặng bà con ăn Tết cho nó đẹp, đẹp đẽ hơn, đầm ấm hơn. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích mang Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc thêm với đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, phường Lê Lợi đã duy trì hoạt động gói bánh chưng bánh Tết trong nhiều năm qua. Vâng, như quý vị đã biết, bánh chưng bánh Tết là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và đối với mỗi người dân Việt Nam thì đây là loại bánh không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về.
Và với những chiếc bánh được gói bởi sự yêu thương, sự sẻ chia như thế này, tại những địa điểm như thế này, và qua bàn tay chăm chút tỉ mỉ của bà con nơi đây, thì Thu Loan nghĩ những chiếc bánh như thế này có ý nghĩa hơn rất là nhiều ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng Thu Loan đến thăm một vài địa điểm gói bánh chưng khác nhé. Vâng, xin được chào bà con ạ. Xin cảm ơn Thu Loan. Bây giờ chị Trần Thu Loan đi tới một địa điểm mà gói bánh chưng khác ở tổ nhóm 2 của phường Lê Lợi ha. Dạ. Ở nhóm này thì có bao nhiêu hộ chị? 25 hộ, nhóm này có 25 hộ. Xin chào bà con, nhé. Bà con gói bánh đến đâu rồi? Dạ, tụi em cũng làm gần xong rồi chị ơi. À thế hả, nhanh thế hả? Bánh năm nay gói đẹp hả? Ở nhóm của mình đây thì tổ chức gói bánh từ lúc mấy giờ vậy chị? Ở đây thì nhóm 2 là bắt đầu tổ chức từ lúc 7 giờ sáng. Đến thời điểm này thì mình gói được bao nhiêu chiếc rồi chị? Tới thời điểm này thì giờ cũng tầm 90 giờ gì đó thì nhóm 2 đã gói được 70 cái bánh. Thương cho ai tôi không nơi nằm, thương cho ai xa quê muôn dặm. Giờ này ở quê xuân châm đầu đê, người người quăng gánh đang đón xuân về. Chia nhau hơi ấm nồng nàn, mong ai ai cũng sống bình an. Nhân dân ơi hãy bước ra. Bà con chúng ta gói bánh như thế này là quá đẹp rồi ha. Bây giờ là chuẩn bị xong rồi, thời gian rất là ngắn mà bà con là gói bánh là tương đối là xong rồi. Đẹp, bánh thì rất là đẹp, nhưng mà bà con giờ thì mình chúng ta nấu bánh không? Nấu bánh chín thì bà con cố gắng mà thân thoát cho các hộ trong cái làng của mình cho nó đầy đủ nhá. Rồi cái cũng đề nghị bà con mà trong cái dịp Tết này thì cũng mong bà con là chúng ta vừa đón Tết vui vẻ, đầm ấm, nhưng mà cũng làm tốt công tác là phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tết sẽ thật sự ý nghĩa khi chúng ta biết sẻ chia yêu thương. Và chương trình Bánh Chưng Xanh là một trong những hoạt động thiện nguyện thiết thực, san sẻ yêu thương đã và đang lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum chúng ta. Thu Loan tin rằng với những tình cảm ấm áp như vậy thì mỗi người sẽ cảm nhận được mùa xuân ấm áp hơn, tươi vui hơn. Và Thu Loan xin được chúc cho quý vị và các bạn đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc. Quý vị và các bạn cũng nhớ tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để chúng ta có một cái Tết trọn vẹn niềm vui quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị.